em sẽ đưa cha lên Sài Gòn. Nếu con Thương nó đòi đưa ông già lên Sài Gòn thì sao? Nếu có gì xảy ra tôi lấy mạng ông luôn đó. Nhưng hắn đang sợ hãi điều gì đó nên muốn thanh lý để chính thức đứng tên cho số tài sản này. Mình phải nắm thế chủ động. Nhưng mà chuyện thành hay không là nhờ vào hai kép chính. Để đưa cha thoát khỏi dòng kềm tỏa của Kim Cẩm, Cầm Thư thực hiện theo kế hoạch của Dũng Linh. Vẫn mãi miết theo dấu tội ác kẻ giả danh, Dũng Linh mất tích. Dũng Linh chính thức mất tích. Không, con không tin đâu. Cái tên Lý Văn Sỏi này. Nhưng khi luật nhân quả còn hiện hữu, những kẻ toan tính hại người liệu có bình yên? Đón xem diễn biến cuối của bộ phim truyện Việt Nam Dâu Bể Đường Trần 20 giờ các ngày từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 trên truyền hình Vĩnh Long 1.